Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sắp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi: Bà muốn gì? Bà ta thưa lại: Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài trong nước Ngài. Chúa Giêsu đáp lại: Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người: Thưa được. Người bảo họ: Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban. Nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: Các ngươi biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các ngươi thì không được thế. Trong các ngươi, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các ngươi, và ai muốn cầm đầu trong các ngươi thì hãy làm người tôi tớ các ngươi. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó dâng mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, nhìn lại ơn gọi của các tông đồ đầu tiên, chúng ta không khỏi cảm phục vì sự từ bỏ của các ông trước lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các ông bỏ lại cơ ngơi của mình, bỏ lại nghề nghiệp đã gắn bó với bản thân mình, bỏ lại biển hồ quê hương, bỏ lại sau lưng gia đình của mình để đi theo Thầy Giêsu. Quả là một sự lựa chọn từ bỏ đầy can đảm. Các ông đã bỏ mọi sự mà đi theo người. Nhưng bài tin mừng hôm nay lại cho chúng ta thấy, trong sự lựa chọn từ bỏ ấy vẫn còn vấn vương chút ước vọng riêng của bản thân các ông. Các ông chọn từ bỏ mọi sự, nhưng rồi lại muốn chọn một thứ vinh quang không thập giá. Chọn đi theo Thầy Giêsu, nhưng là một Thầy Giêsu không thập giá. Thật khó để chúng ta có thể hình dung một Đức Giêsu không thập giá, và vì thế cũng thật khó để có thể có một người môn đệ không mang nơi mình thập giá Đức Giêsu. Do đó Chúa Giêsu nhắc cho các môn đệ nhớ rằng, nếu các ông muốn có vinh quang của Ngài thì các ông cũng phải uống được chén đắng Ngài sẽ uống. Tức là các môn đệ cũng phải sẵn sàng để vác lấy thập giá của mình hàng ngày mà theo Đức Giêsu. Và để hiện thực hóa lời mời gọi của mình, Chúa Giêsu kêu mời các môn đệ hãy trở nên giống như Ngài, Đấng đã đến trong thế gian để trở thành người phục vụ. Chúa Giêsu nhắc cho các ông nhớ rằng, sứ vụ căn tính của người môn đệ không chỉ là làm chứng bằng lời rao giảng, mà còn là phục vụ như cách Ngài đã phục vụ. Vậy phục vụ như Chúa đã phục vụ là thế nào? Thưa, đó là hiện thực hóa lời rao giảng của mình. Hay nói đơn giản hơn là sống, là thực hiện chính điều mình đã rao giảng. Chúa Giêsu không chỉ rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa, mà chính Ngài còn thể hiện lòng thương xót và tha thứ ấy. Tôi không kết tội chị, vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu không chỉ rao giảng về tình yêu, lòng bác ái, sự sẻ chia. Ngài không chỉ có chạnh lòng thương trước sự đói khổ của dân chúng, mà chính Ngài đã ra tay cứu chữa và nuôi sống họ. Chúa Giêsu không chỉ nói Ngài yêu thương cho đến cùng, yêu thương cho đến nỗi bằng lòng hy sinh mạng sống vì người mình yêu, mà chính Ngài đã minh chứng điều ấy nơi thập giá của mình. Không có sự tách biệt nào giữa lời rao giảng và hành động của Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, phục vụ là sống, là thực hiện chính lời rao giảng của mình. Đó là sứ điệp mà lời Chúa hôm nay muốn gửi đến chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta không thể rao giảng một Thiên Chúa thương xót, tha thứ khi mà chính chúng ta còn không thể chịu đựng được một lỗi lầm nhỏ của anh em mình.
Làm sao có thể rao giảng một Thiên Chúa yêu thương, quan tâm đến hết thảy mọi người, đang khi chúng ta có một danh sách dài những người mà chúng ta không ưa nổi? Chúng ta sẽ rao giảng niềm vui vì được gặp gỡ đấng phục sinh thế nào khi mà chúng ta, khi mà người ta chỉ thấy nơi chúng ta một đời sống đức tin èo uột, mệt mỏi và chán chường? Ai sẽ tin lời rao giảng của chúng ta? Không có việc phục vụ, không có việc chúng ta thực hành chính lời rao giảng của mình thì sẽ chẳng có ai tin chúng ta, vì lời rao giảng chả ăn nhập gì với đời sống của chúng ta cả. Việc phục vụ đòi hỏi chúng ta một sự can đảm dấn thân thật sự để sống sứ điệp lời Chúa mà chúng ta lãnh nhận và được ủy thác để loan báo. Chúng ta tham dự thánh lễ mỗi ngày, nhưng thưa cộng đoàn, bao nhiêu lần kết thúc thánh lễ, đứng lên trở về nhà, chúng ta quyết tâm sẽ thực hiện những gì mà lời Chúa hôm đó mời gọi chúng ta? Hay tất cả chỉ là một bổn phận phải chu toàn, phải hiện diện, một thói quen hàng ngày, từ ngày này qua ngày khác, lắm lúc nhàm chán, và rồi hết thánh lễ này đến thánh lễ khác, chả có gì thay đổi nơi cuộc đời của chúng ta? Đã có lần nào chúng ta cảm thấy lời Chúa thôi thúc, thách đố bản thân mình, khiến chúng ta muốn thay đổi bản thân mình không? Hay thậm chí kết thúc thánh lễ mà chúng ta còn không biết lời Chúa ngày hôm đó muốn nói điều gì với chúng ta? Nếu chúng ta muốn trở thành môn đệ của Chúa, muốn rao giảng, muốn làm chứng, muốn phục vụ, thì trước hết chính chúng ta phải sống sứ điệp lời Chúa trước đã. Sự nhàm chán của một thói quen, một đời sống đức tin nhàn nhạt vừa vừa, không muốn thay đổi, sẽ dập tắt ngọn lửa nhiệt thành của người môn đệ. Cộng đoàn thân mến, Thánh Gia-cô-bê đã dùng chính máu của mình để minh chứng cho tin mừng của Chúa. Vì thế chúng ta cũng tha thiết xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta, để chính mỗi người chúng ta đây cũng can đảm dùng chính đời sống, dùng chính thập giá của mình mà làm chứng cho Chúa qua việc phục vụ của chúng ta hàng ngày. Xin Chúa chúc lành cho ngày sống mới của chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta mừng kính lễ Thánh Gia-cô-bê hôm nay. Ngài cũng là tông đồ, và Ngài có một người em cũng là tông đồ, tên là Gioan. Ông bố tên là Giê-bê-đê, là một người làm nghề trải lưới. Mẹ của Ngài tên là Sa-lô-mê, một con người độc đáo. Bà đã đưa con đến xin với Chúa Giê-xu: xin Ngài truyền lệnh cho các con tôi đây, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả, trong vinh quang của nước Ngài. Đấy, bà xin xỏ cho hai con trai được chỗ danh dự để trở thành hai quan cận thần. Muốn là phải được. Người có nhiều cao vọng thì sẵn sàng hứa tất cả mọi chuyện để được đạt đích. Gia-cô-bê không hiểu mình đã hứa một điều hệ trọng như thế nào khi Chúa bảo: con có uống được chén đắng tao sắp uống không? Và ông trả lời: thưa thầy, được. Mãi sau này Gia-cô-bê mới hiểu ra đó là chén của đau khổ, của hấp hối, chén của khó khăn, của thử thách. Gia-cô-bê cũng đã uống chén chén này. À, ông là người tử đạo đầu tiên. Ông là vị tông đồ đổ máu dưới thời Ê-rô-đê. Ông uống cạn chén mà ông đã hứa Chúa ban cho. Trong câu chuyện này, khi hai người trả lời như vậy thì 10 ông tông đồ còn lại nghe được và họ phẫn uất với hai anh em ông. Đúng như vậy, họ ganh tị. Xét cho cùng, họ cũng có cao vọng nhưng họ không dám nói ra. Khi người khác nói ra thì họ ganh tị, họ bất toàn, họ ích kỷ, họ đầy ắp những cao vọng, và thêm vào đó họ còn giả hình nữa, giả hình nhưng rất thích quyền uy nhưng im lặng. Đây mới là điều đáng nói. Chúa Giê-xu đã chọn những người ấy. Điều đáng nói nhất không phải vì họ thiếu sót, mà vì Chúa Giê-xu chọn những con người tầm thường ấy.
Chúa Giêsu đã không chọn những con người hoàn hảo, Ngài không chọn những người thánh thiện ngay từ trong lòng mẹ. Chúa đã chọn những người hôm nay có máu ganh tị, có ích kỷ, có tham lam, có cao vọng như Gia-cô-bê. Người đã chọn họ để người tỏ quyền năng của Thiên Chúa trên những thân phận con người mỏng giọt. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã từng quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Ai muốn làm lớn trong anh em thì hãy hầu hạ anh em. Thế mà các ông là môn đệ mà lại thích quyền cao chức trọng, tuy không tiện nói ra nhưng ai cũng thích bên tả bên hữu của Thầy. Chúa Giêsu khẳng định dứt khoát chuyện đấy không thể có ở trong lòng giáo hội, vì đó là cách sử dụng quyền lực của những người lãnh đạo ngoài đời. Giữa các con không được làm như vậy. Quyền lực và phẩm chất trong giáo hội là để phục vụ dân Chúa. Những người làm lớn, những người làm đầu phải là người hầu hạ, tôi tớ, noi gương Chúa Giêsu, người tôi trung, phải đưa việc phục vụ đến mức cao nhất, đó là hy sinh tính mạng. Vấn đề đã được Chúa nói với Gia-cô-bê. Vấn đề đã được đời sống Gia-cô-bê làm chứng. Và vấn đề đang đến với chúng ta. Cần phải thay đổi thái độ và suy nghĩ của chúng ta, những người Kitô hữu. Chúng ta là người phục vụ hơn là chúng ta đòi mình được vinh quang. Amen.